Kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh cây giống anh Trung ạ. Hôm nay nhà em vừa về một loạt cây nhập khẩu. Em quay để giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn ở xa biết. Và những ai hỏi một trong số những cái loại cây này ấy, thì mọi người có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0977516966 để em gửi hình ảnh quay cho nhé. Và ở cái video này thì em quay sơ qua một loạt cái cây hôm nay mới về thôi. Ngày mai ngày kia em sẽ quay từng loại, em sẽ quay chi tiết từng loại cho các cô bác, các anh chị và các bạn xem lại về những cái loại cây mà hôm nay em vừa mới quay. Đây em vừa mới lướt qua, đây là cây phong lá đỏ ạ. Đây là cây phong lá đỏ nhập khẩu nhé các cô bác anh chị nhé. Trên thị trường thì có rất là nhiều các loại phong, thế nhưng mà để mà lá đỏ thẫm màu như thế này ấy thì không phải là ở đâu cũng nhập về được đâu ạ. Đó. Đây là cherry anh đào Nhật. Và đây là cây đây là cây táo đỏ. Táo đỏ nhập khẩu ạ. Cây này gốc được 3 đến 5 cm. Còn đây là cây lê vàng, đây là cây lê vàng size nhỏ nha các cô bác anh chị nhé. Những cái cây này thì mọi người có thể về trồng chậu rất là đẹp. Đó. Nhỏ như thế này nhưng mà rất nhiều quả, các cô bác anh chị về trồng cái cây này thì mình có thể trồng ra chậu ấy, vừa làm cảnh vừa lấy quả ăn. Thế nhưng các cô bác anh chị về trồng thì vặt bớt quả nó đi. Thì cây này nhà em nhập về rất là size, nhiều lắm. Đó, táo thì dáng bonsai rất là đẹp ạ. Đây, và hôm nay nhà em về được một ít cái lựu đỏ này. Lựu đỏ siêu quả. Lựu đỏ siêu quả, cái quả to đùng mà các cô bác anh chị vẫn mua ấy. Đây ạ, cái cây lựu này cũng dáng xum xuê rất là đẹp. Cây thì chỉ tầm khoảng 7-80 phân đến 1 mét thôi. Mọi người nhìn cái ngọn cái cây lựu này. Đó. Ngọn của nó cũng đỏ, đỏ hồng rất là đẹp. Và đặc biệt là cây siêu nhiều nụ hoa luôn. Cây này thì rất là dễ đậu quả nhé các cô bác anh chị nhé. Hôm nay nhà em về khá là nhiều loại. Đây là nho kim cương có trái. Đây là nho kim cương có trái ạ. Rất là sai luôn. Đó, rất là sai, đang có trái và có hoa nữa. Cây sai lên đến ngọn ạ. Cây nào cũng thế. Đây. Cây nào cũng rất là sai luôn, hoa lên đến ngọn. Đặc biệt là cây thì đợt này nhà em lấy được cái cây toàn những cái cây dáng rất là đẹp. Tại vì mùa này nắng nóng ấy, nhà em phải về cái xe công lạnh. Về xe công lạnh để cho nó đảm bảo cây. Vì thế mà khi mà về đến nhà, cây vừa về nhà em vừa mới hạ xuống thôi. Nhưng mà cây rất là tươi, vẫn rất là tươi ạ. Đó, cây nào cũng rất là tươi. À, em giới thiệu với mọi người, đợt này nhà em về được một ít vải không hạt, kèm được một ít vải không hạt nhé. Còn gọi là vải hạt lép ấy ạ. Đây, cây này bầu to, bầu nuôi như mọi lần ấy. Tại vì nắng nóng thì em cũng không dám lấy cái bầu nhỏ, với lại cái bầu nhỏ ấy về thì nó sẽ khô, nó sẽ rụng hết lá. Nếu nó không rụng thì mình cũng phải tuốt nó đi thì mới trồng được ạ. Nếu không thì nó rất là khó sống. Đấy, đợt này nhà em về đây. Vải không hạt còn gọi là vải hạt lép đấy. Đây vẫn là cái cây, đây vẫn là nho kim cương nhá. Đợt này nhà em về một loạt cái nho kim cương gốc 6-7 phân, 6-7 cm. Đó. Cực kỳ là sai hoa quả luôn. Và cái những cái cây này chiều cao tầm khoảng 2m2 đến 2m rưỡi. Đấy. Cây rất là đẹp.
Và thêm nữa là đợt này nhà em có cái na dứa Đài Loan. Na dứa Đài Loan cây bầu nuôi trong bầu bát. Các cô bác anh chị nhìn cái bầu này, cái bầu rất là to. Khi mà các cô bác anh chị mua những cái cây mà bầu bát này, cây bầu nuôi này thì về rất là đảm bảo. Các cô bác anh chị chỉ việc xé bầu ra và trồng thôi. Cái cây na dứa Đài Loan này, cây này thì cao hơn 1 mét. Từ dưới gốc lên hơn 1 mét, còn từ mắt ghép lên thì tầm khoảng 70 phân. Tầm khoảng 70 phân ạ. Đó. Ngày mai em sẽ quay chi tiết hơn về cái na dứa Đài Loan này cho các cô bác anh chị xem nhé. Còn hôm nay thì em quay sơ qua những cái loại cây mà nhà em mới nhập về thôi, để cho các cô bác anh chị biết là nhà em có cái hàng mới về. Tại vì rất là nhiều cô bác anh chị ngóng cái vải không hạt, ngóng cái vải không hạt với lại cái nho kim cương có quả này. Thì ở video này em quay chung chung tất cả các loại cây mới về thôi. Quay chung tất cả các loại cây mới về để cho các cô bác anh chị biết thôi. Đây, cái vải không hạt đây nhá, có một số cây thì đang có quả, còn đa số là nó cũng rụng nhiều. Đấy. Cây thì đấy, như em vừa nói đấy, vì nhà em đi xe lạnh nhé, xe công lạnh về, vì thế mà cây rất là đảm bảo, rất là ổn. Đây này, chưa có bao giờ mà nắng nóng như thế này mà vải không hạt về đến Việt Nam nó đẹp như thế này luôn đấy ạ. Mỗi tội là dịch ấy. Thì đi nhà em chỉ đi kèm xe được số lượng rất là ít thôi, không được nhiều. Cái vải không hạt thì em giới thiệu với mọi người nhiều rồi, chắc là không phải giới thiệu lại, hoặc là có gì thì ngày mai ngày kia em sẽ làm một cái video riêng về cái vải không hạt này cho những cô bác anh chị mình chưa hiểu rõ về cái loại này thì mình biết hơn, để khi mà cô bác anh chị mua thì không sợ là bị lừa ạ. Đấy, còn đợt này nhà em nhập về toàn những cái cây nho kim cương, toàn những cái cây nho kim cương size lớn thôi. Đấy, cây nào khi mà về đến mình thì hoa quả cũng còn nguyên. Đấy, cây nào về đến vườn em thì hoa quả cũng còn nguyên, quả rất là to, quả còn non thôi nhưng mà rất là to. Đi mấy ngày thì nó cũng, nói chung là nó cũng mất nước, với lại cái thời tiết nắng nóng như ở miền Bắc tầm mấy ngày nay ấy thì cũng ảnh hưởng đến cây khá nhiều. Thế nhưng mà đối với những cái dòng cây này và nhà em lại đi công lạnh đấy, cho nên rất là đảm bảo. Khi mà cây nhà em ấy thì bao giờ khi về tùy thuộc theo thời tiết ấy, nhiều khi cứ phải bảo quản cây thật là cẩn thận. Tại vì nhiều cây các cô bác anh chị cũng đã đặt rồi ấy, nhà em mới về, thì đến mà phải bảo quản cẩn thận. Kể cả khi mà cây nhà em gửi vào miền Tây hoặc là Tây Nguyên, Sài Gòn cũng thế, nhà em bảo quản rất là cẩn thận luôn ạ. Đợt nhà em về mỗi thứ một tí, nhưng mà khá là phong phú về các chủng loại, nhiều loại để cho các cô bác anh chị mùa dịch này mọi người ở nhà có thể trồng cây, chăm cây. Cô bác anh chị ở tỉnh nào thì cũng cứ gọi điện, em sẽ ship đến tận nơi ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác anh chị xem video vui vẻ ạ.